5 quy tắc vàng giúp nàng béo 70kg trở thành nữ hoàng giảm cân. Jessie khẳng định việc bỏ đói cơ thể sẽ làm phản tác dụng, hình thành tâm lý ăn bù nên luôn chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh. Dano Jessie là một lifestyle blogger nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trước khi có biệt danh Slimming Queen, nữ hoàng giảm cân, Jessie từng nặng đến 70kg. Sau những tháng ngày nỗ lực tập luyện và ăn uống khoa học, Jessie đã giảm thành công 20kg. Trong suốt quá trình giảm cân, nữ blogger luôn tuân thủ 5 quy tắc sau. 1. Không bỏ đói cơ thể. Từng có quãng thời gian chung sống với thân hình ục ịch, nên Jessie thấu hiểu hơn ai hết tâm lý muốn nhịn ăn để nhanh giảm cân. Tuy nhiên, cô khẳng định việc nhịn đói chỉ khiến cơ thể tiêu thụ nhiều calo hơn mà thôi. Bên cạnh đó, khi quá thèm dễ dẫn đến tình trạng ăn bù, ăn ngoài mức kiểm soát. Chính vì vậy, Jessie luôn chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh như trái cây tươi, hoa quả sấy, các loại hạt, để nhâm nhi lúc đói bụng. 2. Không ăn tinh bột. Chế độ ăn của Jessie hạn chế tối đa carbon hydrate, nhóm thực phẩm dễ chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong cơ thể. Thay vào đó, Jessie tăng cường rau xanh để cơ thể no lâu lại bổ sung chất xơ, tốt cho sức khỏe. Cô vẫn thêm thịt vào bữa ăn hàng ngày để có đủ protein, phục vụ cho các hoạt động thể chất. Jessie nói không với đồ ăn nhanh và hạn chế sử dụng nhiều dầu mỡ khi nấu ăn. 3. Tự làm nước ép. Trong quá trình giảm cân, cô nàng thường dành thời gian tự làm nước ép, sinh tố để detox, giúp cơ thể tiêu hóa, đốt mỡ tốt hơn. Nữ blogger tin rằng việc tự làm các thức uống này tại nhà sẽ an toàn và hạn chế tối đa các chất phụ gia. Các loại nguyên liệu thường được Jessie sử dụng là quả bơ, dứa, cà chua, kiwi, cần tây. 4. Không quá bận tâm vào con số trên bàn cân. Rất nhiều cô gái chỉ chăm chăm vào con số trên bàn cân mà quên mất rằng tỷ lệ cơ mỡ mới là điều quan trọng. Jessie khẳng định sau khi tập thể dục và ăn uống đúng cách, có thể tổng trọng lượng sẽ không thay đổi nhiều, tuy nhiên tỷ lệ cơ sẽ tăng, giúp tổng thể săn chắc, gọn gàng hơn. 5. Chọn đúng cách tập luyện. Có rất nhiều chế độ tập luyện giúp giảm cân, tuy nhiên không phải tất cả đều có thể áp dụng chung một dạng bài tập. Jessie đưa ra lời khuyên rằng, trước khi tập luyện hãy lắng nghe cơ thể và xác định rõ đâu là vùng béo nhất trên cơ thể rồi lựa chọn dạng bài tập phù hợp với tạng người. Ví dụ, Jessie có vùng thân dưới béo, nên ngoài áp dụng các bài tập nền tảng nâng cao sức bền cô, sẽ chú trọng tập thêm các động tác giúp đốt mỡ mông, đùi.